Thế thì buổi hôm trước là thầy giáo đã dạy chúng ta được ba hạn thức đáng nhớ mà chúng ta cũng trước khi vào đại học chúng ta cũng biết nó là một chút đúng không? Một là ma là kiến thức cần nhớ. Với kiến thức cần nhớ và A và B là biểu thức đúng không? Với A, B là các biểu thức. Rồi, là các biểu thức. Thế thì chúng ta có cái hạn thức thứ nhất. Đó, trước chúng ta được học đó là hạn thức bình phương của một tập bằng mình đọc này. Mình nếu mình viết được ra thì mình đọc luôn, ví dụ các con nhé, các con thường con ghi là con ghi a mình đây, con đọc luôn là bình phương biểu thức thứ nhất cộng, con ghi là hai a b tức là cộng với hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với b bình kem là biểu bình phương biểu thức thứ hai, không chưa? Đấy, viết viết nó ra xong đọc theo nhầm. Hạn thức số 2 chúng ta sẽ có là bình phương của một hiệu sẽ bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thứ hai. Hạn thức số 3 đó là hiệu hai bình phương sẽ bằng tích của tổng nhân với của hiệu hoặc tích của hiệu nhân với của tổng đều được cả, trong sách thì ghi cộng trước, thầy nào thích ghi trừ trước để nó có cái bắt chước ở đây của đấu trừ thì con ghi trừ này. Đấy, trong rồi mình ghi là tích của tổng nhân với của hiệu. Thế hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đến cái hạn thức số 4. Đó là lập phương của một tập. Mình sẽ bằng gì? À đây. Chúng ta sẽ đến với phần 4 nhỏ trong vở chúng ta, đúng không? Lập phương. Của một tập. Đó, các bạn cứ ghi như này, các bạn ghi này tới này ghi được đúng không thầy ạ? Còn nếu bạn nào cách ra được thêm một dòng nữa thì tốt, nếu không thì thôi, cách ra một hai dòng nữa, cách ra hai dòng nữa thì tốt, nếu không thì kể được. Cuối giờ chúng ta lại tổng hợp lại cái này sau. Thế thì lập phương của một tổng chính là a cộng b. Lập phương là mũ mấy nào? Mũ ba thì bằng cái gì đó? Thì bằng cái gì thì cái này rất đơn giản. À, chúng ta thể làm thầy trò nó sẽ chứng minh một chút nhé. Mũ 3 A là chính là bằng A cộng B nhân với A cộng B bình phương đúng không? Được chưa? Rồi. Và nó sẽ bằng A cộng B nhân với A cộng B bình phương. À, chính là cái này. Ta mang dưới. Bây giờ mình có thức rồi mình dùng nó luôn. Hôm trước mình đi giải thích là A cộng B bình phương bằng A cộng B nhân B, bây giờ mình có rồi, được chưa? Thì các trẻ là ra được a bình cộng 2ab cộng b bình phương. Rồi, thế về các con nhân vào này, thì đây là nhân đa thức với đa thức không? À, chúng ta sẽ chứng minh nhanh rồi, nhân vào nhé. A mũ 3 cộng a nhân 2ab là 2a bình b, a nhân b bình cộng với ab bình cộng với b nhân a bình là a bình b cộng với b nhân 2ab là 2ab bình cộng với b nhân b bình là b mấy ạ? Ba. Thì các con quan sát ở đây chúng ta nhận thấy có đứng thức đồng dạng này, 2a bình b này với 1a bình b là mấy a bình b? 3a bình b. 1ab bình cộng với 2ab bình là 3ab bình cộng với b mấy ạ? B ba. Wow, ta sẽ công thức của nó chưa? Và nó có một cái quy luật rất hay là lâu trước thì đã nói các con là nếu cái đa thức là bậc là hai nhé, luôn có bậc là hai, là bậc hai, một cộng một là hai, một cộng một là hai này, đây cũng hai này, một cộng một là hai này, hai này, cái này là mũ ba không, mình điền đấy là được a mũ ba này, tổng số mũ là ba, còn mỗi hạng tử nhỉ, hạng tử nào đều có bậc là ba cộng với ba lần a bình b đúng không, một hai hai một là ba nhỉ, cộng với ba lần a b bình cộng với b mũ mấy, mũ ba, cho nên chứng minh nó và mình sẽ phát biểu nó bằng lời, phát biểu bằng lời. Là gì?
lập phương của một tổng, dừng nhá, lập phương của một tổng bằng lập phương biểu thức thứ nhất chưa, cộng 3 lần đích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, cộng với 3 lần đích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai, cộng lập phương biểu thức thứ mấy, thứ mấy, ở đây có mấy biểu thức ạ? Đấy, thứ hai thứ ba là các bạn phải dùng tư duy, học toán là phải tư duy chứ không thể là nhớ nói cho mồm được. 2 đến 3 phải đâu, vẫn là 2 đấy chứ, lập phương biểu thức thứ hai nha. Phương đi học đặt cái đạp đi ạ? Bố mẹ chở à? Còn thế đi học chả cố gắng gì. Mà hôm trước là bạn đã cho học thử rồi mà chả biết đường mà cố gắng thì ngồi các bác cứ tưởng là thầy giáo dạy bắt mình giỏi ngay, mình phải học chứ. Xong chưa? Như vậy chúng ta sẽ điền vào đây là gì nào? Được là A mũ 3 cộng 3 lần A bình B cộng 3 lần A B bình cộng B mũ 3. Rồi chúng ta sẽ đến với hàm thức số 5, đó là lập phương của một hiệu. Lập phương của một hiệu. A trừ B mũ 3 thì nó sẽ bằng cái gì? Thì đương nhiên các bạn sẽ chứng minh nó một cách dễ dàng mà. Là các con sẽ lấy giấy nháp và chứng minh tương tự như thầy đã làm ở phần ý 4 cho mình có tìm được ra công thức không? Hãy lấy giấy nháp và nhân như thế đi ạ. Một phút cho sự chuẩn bị bắt đầu. Học phải tập trung vào, học phải làm việc, phải lao động thì mới kết quả được ạ. Vâng, hết thời gian cho nhân hơi chậm đấy ạ. À, tôi sẽ chứng minh là nhá, rất đơn giản này. Ta có thể ghi là A trừ B nhân với A trừ B thì con bình phương thì nó sẽ bằng gì? A trừ B. Cái này mình có rồi đúng không? Thì được A bình trừ 2AB cộng gì ạ? B bình phương. Thì các bạn nhân ra cho thầy A nhân A là A mũ 3, đúng rồi bạn Long nhỉ. Nhân lên tiếp là trừ đi 2A bình B cộng với A nhân B bình cùng dấu ra dương. Dương cũng là muốn ghi luôn tổng cộng. Hai này khác dấu ra âm, A bình B cùng dấu ra dương. 2 lần A B nhân B là B bình phương, khác dấu ra âm, trừ B mũ 3. Bây giờ mình thu gọn đi, bằng A mũ 3 này trừ 2A bình B với trừ 1A bình B là trừ 3A bình B. À, dương 1AB bình với dương 2AB bình là dương 3AB bình. Và trừ đi B như mấy? Bình 3 như vậy chúng ta sẽ ghi lên trên chính là A mũ 3 trừ 3 lần A bình B cộng với 3 lần AB bình trừ đi B như mấy ạ? B mũ 3. Như vậy cái việc phát biểu bằng lời nó có gì khó khăn không? Hiện tại tốc độ đang rất chậm luôn. Thì các bạn nhìn này, các bạn sẽ ghi đúng tương tự như ở trên. Lập phương của một tổng bằng lập phương biểu thức thứ nhất. Ở đây có cộng thì mình ghi trừ 3 lần tích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai trừ lập phương biểu thức thứ hai. Hãy tự ghi, các con nhìn thấy nó giống và đúng giống nhau chưa? Hãy tự ghi vào đi ạ. 2 phút cho phần ghi phần phát biểu và tôi kiểm tra xem ai là người ghi sai. Hiệu 2 lập phương đó là gì ạ? A mũ 3 trừ cái gì tôi không biết. Bấm cách cái này ạ, bằng A trừ B nhân với A bình cộng AB cộng B bình phương. Đó. Đây. Thì để chứng minh công thức này ấy, thì tôi sẽ nói hướng luôn ạ. Thực ra các con nhân nó ra, các con nhân nó ra, các con thu gọn nó còn lại là A mũ 3 trừ B như mấy ạ? Mũ 3. Được chưa? À, và tôi nói đến giờ phút này là chúng ta cần phải nhân được không?
Ngồi sử dụng luôn công thức. Như vậy chúng ta sẽ có A mũ 3 trừ B mũ 3 tức là hiệu hai lập phương bằng tích của hiệu nhân với bình phương chiếu của tổng anh em ơi. Chiếu đúng số 2 nên thành hạng thức này bình phương của tổng. Nhìn được chưa? Đúng không? Cho nên người ta mới gọi là bình phương chiếu của tổng bởi vì nó chiếu hết số mấy ạ? Số 2. Đấy. Các bạn ghi công thức vào sau đó chúng ta sẽ được bằng phát biểu bằng lời. Chúng ta sẽ đến tiếp vào bước tiếp theo là tổng hai lập phương. Chưa phải bằng ghi nhầm nữa không sao. Cái tổng cái này là không sai lắm. Thường là người ta ghi tổng trước xong hiệu gì. Nhưng mà sau lại bàn là ghi hiệu trước tổng sau. Xin lỗi bà con nhé. Đấy, cái thứ tự nó được thay đổi rồi. Sau này chúng ta sẽ chỉnh lại phía trên. Đấy, các bạn sẽ đánh mũi tên 6 thành 7 cho nó chuẩn thứ tự nhé. Rồi, tổng hai lập phương. Rồi. Thì nó sẽ có là A mũ 3 cộng B mũ 3. Các con nhìn này, thầy đã dịch vui một chút nữa. Sau này để chúng ta sẽ bám vào cái việc học L rất là nhớ. Có hiệu nhá. Thì ta ghi hiệu. Nó giống như nó bắt chiếc này. Đó. Hiệu này có con gái phải đến con gì. Hiệu này phải nhớ đến tổng. Đấy, bình phương chiếu của tổng. Thế thì bây giờ đây tổng thì bà ghi tổng. Có con trai phải đến con gái lại bình phương chiếu của hiệu. Đấy, mình học cho các em biết ngay bình phương chiếu là chiếu số mấy ạ? Chiếu số 2 lên thôi. Đấy, nhẹ nhàng chưa? Đấy, cái chuộc level nó sẽ lên cao hơn rất nhiều. Như vậy, tương tự như vậy chúng ta sẽ viết cái phát biểu bằng lời nó rất đơn giản giống như ở trên. Đúng không? Phát biểu bằng lời. Và là tổng hai lập phương bằng tích của tổng nhân với bình phương chiếu của gì? Hiệu. Đó. Hiệu là chiếu số 2. Chúng ta sẽ tự hoàn thiện và làm công việc trao vở. Nhớ ghi và hoạt động nhé. Nào nào. Viết dưới dạng khai triển bài 1 này, viết dưới dạng khai triển. Khai triển. Các biểu thức sau. A nhỏ. Tôi sẽ bắt đầu từ hàng thức số 4 nhá. Đó là A cộng B mũ 3. Như vậy để đó ghi AB thường, chúng ta phải ghi AB thường cho thầy. Đúng không? Phần D là 2A trừ 3B mũ 3 bằng phần C x cộng với 2Y mũ 3 bằng phần D tôi sẽ cho là x mũ 3 trừ đi 125 bằng phần E là 8x mũ 3 trừ đi Z mũ 3 cho cộng đi bằng A, B, C, D, E, G 64 x mũ 3 trừ đi 125 bằng Z mũ 3, 125 Z mũ 3 đi phần H A cộng B cộng C bình phương bằng cái gì? À, các bạn sẽ suy nghĩ rút và điền vào. Vẫn dùng công thức rồi.
À, chúng ta nhận thấy đây là hạn thức đây bình thường thôi, hạn thức số mấy nhỉ? Số 4. Lập phương một tổng bằng lập phương biểu thức thứ nhất cộng 3 lần tích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai cộng b mũ mấy? 3 mũ 3 là bậc các tử luôn là 3 nhá. Đấy, mình tìm ra những cái quy luật của nó. Đây là mũ 3 này, chúng ta sẽ có là 2a mũ 3 trừ đi 3 lần nam và đi nữ này, 3 lần 2 lần a bình tất cả bình này nhá, nhân với b 3b cộng với 3 lần 2a nhân với 3b, 3b với tất cả bình phương trừ đi 3b mũ mấy ạ? Mũ 3 và thu gọn lại nhá, 2 mũ 3 là mấy ạ? 8, 2 mũ 3, 2 bình phương là 4, 3 x 3 là 9, 4 x 9 là 3 mấy ạ? 36 a bình phương b tiếp 3 bình phương là 9 nhân 3 27, 27 nhân 2 là 5 mấy ạ? 54 a b bình trừ đi 3 mũ 3 là 2 mấy ạ? 27 b mũ 3. Được chưa? Tiếp theo có đại tương tự á. Đây, như ở trên là lập phương của một tổng bằng bằng gì nào mình ghi ra là x mũ 3 này cộng 3 lần x bình này. Biểu thức thứ nhất này nhân với biểu thức thứ hai là 2y này cộng với 3 lần x này, có cộng là rất dễ, cứ cộng suốt, đúng không? Đấy, nhìn cái luật cái cách nhớ của mình đi, 2y tất cả bình cộng với 2y tất cả mũ 3 ra thì bằng x mũ 3. 2 nhân 3 là mấy ạ? 6 x bình y 2 bình phương là 4, 4 nhân 3 là bao nhiêu con? 12 x y bình 2 mũ 3 là 8 cộng với 8 y mũ 3. Được chưa? Đã. Vâng. 3 nhân 2 a mũ 2. Đó, câu hỏi đây. Tiếp theo này. Cái này là nhìn thấy nó là giống cái này chưa? Đúng không? Số 7 đó là hiệu hai lập phương 125 bằng 5 mũ mấy ạ? 5 mũ 3 đây này con. Thì sẽ bằng x trừ đi 5, đúng không? Có hiệu ta ghi hiệu nhân với nữ thì phải có nam, hiệu thì phải có tổng, nhân với hiệu là nhân với bình phương thiếu của tổng là thiếu là x bình cộng đúng ra phải 2 lần x nhân 5 nhưng không có 2 nữa, chỉ có x nhân 5 thì mình ghi là 5 đến 5x cộng với 5 bình phương là bao nhiêu? 25, nó dễ quá, nó không phải diễn giải nhiều nữa. Đấy, bạn vào thuộc nha. Tiếp theo cái này ạ, mình có đang ghi ra dạng thức không? Chúng ta bị vượt số 8 rồi, thì mình ghi 8 là mấy mũ 3. Và hôm trước được luyện thì mình ghép vào đây thành 2x cộng 3 cộng với z mũ 3. Rồi, đây là tổng hai lập phương bằng 2x cộng với z này nhân với có tổng là nhân với bình phương thiếu của hiệu này thì 2x tất cả bình phương là gì? 4x bình trừ đi hai đại nhân với nhau là 2 lần xz cộng với z đi bình phương. Được chưa? Tiếp theo nhanh chậm muốn chậm hơn không? Cái này mấy 64 là mấy mũ 3? Chính xác, mình ghi thành 4x tất cả mũ 3 trừ đi 125 là mấy mũ 3? 5z rồi cho vào mũ 3 lại hàng thức chưa? Hiệu hai lập phương thì bằng tích của hiệu 4x trừ 5z vào nhân với có hiệu và nhân với bình phương thiếu của tổng. Cái này bình phương cái 4x bình phương. 4x bình phương là mấy? Là bao nhiêu? 16x bình thiếu không cần ghi hai lần đâu, thiếu là a nhân b thôi, đúng không? Mình dám lên đây này, đấy, a nhân b này, đây là a, đây là b này, 20xz cộng với 25z bình phương. Còn cái này, này tôi sẽ ghi là a như thế này, a bình cộng b bình cộng c bình cộng 2ab cộng 2bc và cộng 2 lần ca. Không tiếp tục cho em, cứ ghi vào đi tí nữa bạn nói. Và bà tôi dạy các cháu lần sau, các bạn các cháu nhìn cái này phát các cháu đi nhá.
Nhưng với điều kiện là phải thuộc nó trước ạ. Thuộc một thằng thôi. Thế bây giờ các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là có thể thầy ghi nhầm cái ra này nên con thấy không thuyết phục ạ. Thì thầy đã chỉ cho các bạn là nó sẽ thuyết phục bây giờ. Và sau khi tôi dạy xong là lần sau các bạn nhìn cái bọn này là các bạn sẽ biết viết một cách cực nhanh luôn. Với người phải biết nha, tôi xin lỗi là những người mà không tập trung nghe giảng là những người đó không biết đâu ạ. Và thầy nói thế thì từ quấy thì thầy dạy xong con không làm được bài thì là tại con. Và theo kinh nghiệm của thầy dạy nhiều năm rồi, những người tập trung là người ta sẽ ghi được nó rất đơn giản. Nhưng việc đầu tiên để thuyết phục cho các con thì đương nhiên thầy phải chứng minh nó một chút ạ. Bắt đầu nha. Thế cái này thực ra các bạn nhận thấy là nó có gì đến cái gớm lắm, thực ra nó không gì. Các bạn nhớ rằng thầy đã nói làm gì bằng không ạ, đúng không? Đó là gì nào? Ở đây người ta coi là biểu thức A, B là các biểu thức không? Thế thì thầy có thể coi A cộng B là biểu thức thứ nhất được không? Và C là biểu thức thứ hai được không? À, như vậy thì nó sẽ ghi nó ra thành A cộng B bình thường nhé. Tức là bình thường biểu thức thứ nhất này à, cộng với hai lần tích biểu thức thứ nhất này nhân với biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai, đúng không? Thức số 1 chưa? Được chưa? Rồi. Thế thì cái này các con lại khai triển được nó không? Được A bình cộng 2AB cộng B bình phương. Đấy, C này các con đẩy ra đây cho thầy. Các nhân vật thứ nhất giao hóa kết hợp không? Mình sẽ hiểu là 2C nhân A là 2AC, 2C nhân B là 2BC cộng với C bình phương. Các con biết tập luận của thầy dạy này, các con ghi ra thành cộng A bình cộng B bình cộng C bình hai lần tích của từng cặp đôi một, đúng không? AB, BC, C gì? A, BC, C A. Đó. Thì các bạn bảo là con đưa thầy, nhưng bây giờ thầy thì nói thì hay rồi, rồi con biết rồi. Thế bây giờ con hỏi thầy là thế bây giờ người ta ghi ở đây trừ thì ta làm thế nào? Được. Bà sẽ ghi ở đây là gì? Trừ nha anh em. Rồi. Chỗ này bà sẽ ghi là gì? Trừ nha anh em. Chỗ này trừ thì bà sẽ ghi là gì? Trừ nha bà con. Trừ 2C nhân A là 2AC. 2C nhân trừ B. Khác dấu ra. Trừ 2BC của cộng với C bình không? Mình ghi lại nha. Trừ 2AB. À, trừ 2BC. Rồi cộng 2, CA là AC không? Thế các bạn sẽ tìm ra quy luật ở đây là gì? Nhìn nhá. Lúc đầu, lúc nào có ba cái thằng này bình phương nó dương rồi, nó giống với công thức ở trên này. Cái thằng bình phương các bạn nó dương rồi. Thế là phân tích này giống như nào? Các bạn nhìn này, trừ 2AB, chúng ta nhìn là quy luật này. A là dương, B là âm. Hai thằng này cặp tích nhân với nhau là trái đấu không? Nó ra âm. Tiếp, trừ B nhân C, trái đấu chưa? Nó ra đúng trừ 2BC không? Thế còn A nhân C cùng dấu sẽ ra gì? Dương, đúng cộng chưa? Thế thì ở đây bạn sẽ thử cho một phát nữa đấy. Ngài anh đi trừ sẽ là thế nào? Thì tương tự như vậy, thì đây là tự nhiên là A trừ B tất cả bình chưa? Thì trừ đi. Đúng nhá. Rồi cộng với C bình không? Thì cái này là đúng rồi nhá. A bình trừ 2AB cộng B bình. C đẩy ra đây không? Trừ 2C nhân A là trừ 2AC. Trừ 2C nhân trừ B cùng dấu ra dương 2BC và cộng với C bình. Như vậy chúng ta sẽ ghép lại nha. A bình này cộng B bình này cộng C bình này trừ 2AB này cộng thế 2BC trừ 2 này CA. Chúng ta nhìn cứ là chắc đúng không nhá. Hai đại nhân nhau khác dấu ra âm. Hai đại nhân nhau cùng dấu ra dương. Hai đại nhân nhau khác dấu ra chết với bà. Như vậy lần sau bà ghi được một phát là ra hết như sau. Đấy, hôm nay là dạy có quy luật rồi. Thế thì như vậy ở đây là chúng ta nhận thấy đây là đang là thức ở dưới dạng nâng cao nhưng không gì khó. Đầu tiên chúng ta ghi ba thằng bình phương, hay là ở đây mình ghi là a bình cộng b bình rồi cộng 2 a gì ab, a bình cộng b bình rồi trừ 2 a gì ab. Thì cái này chúng ta ghi như vậy. Thế thì ở đây thì nó sẽ có hk ở đây chẳng hạn. À, các con nhìn ra như này. Bây giờ chúng ta biết rồi chúng ta sẽ ghi một cách nhẹ nhàng luôn. À, tôi ghi là a trừ b cộng c bình phương sẽ bằng gì? Thì ghi ba cái này bình phương đúng không? Còn hai lần tích nữa đúng không? Hai lần tích của cặp thứ nhất khác dấu thì ra gì? Hai lần tích cặp tiếp theo là
trừ 2BC và cuối cùng đầu với cuối nhé, cùng dấu ra giữa 2CA hay AC. Dễ chưa? Ví dụ HAM chẳng hạn. Đấy. Chứ nên phải học đấy nhé là. Đấy, bắt đầu nó đến cái kịch hay của những cái dạng nâng cao nó đang nhìn là rất là khó khăn nhưng không gì khó. Nhìn bắt đầu bình phương đúng không? Ba thằng bình phương này. Chuẩn chưa? Hai lần tích của bộ nhất dương hay âm? Dương cùng dấu đi, dương. Rồi. Cặp tiếp theo? Âm. Trở lên, cặp tiếp theo? Đấy. Đẳng cấp là thế. N đi. Đó, các con nhìn thấy chưa? A trừ B trừ C bình phương bằng lúc nào mà chả có A bình B bình đúng không? Xong hai lần tích không? A bình B bình cộng C nhé bình. Cặp thứ nhất ở bên dương và ghi trừ 2AB tiếp theo đúng rồi cùng đó là dương 2BC tiếp theo trừ 2CA ảo mà Canada chưa? Chưa. Ghi vào đi, bây giờ tự ghi được không? Ghi vào nó bằng bắn ra ngay ở sau. Đấy. Cộng trừ nào hãy ghi được. Vừa mới học bài 1 xong rồi đúng không? Một cái bài 2 thì đơn giản luôn. Bài 2 các con sẽ viết lại giúp thầy nhanh trong vòng 2 phút 7 hàng thức đáng nhớ. Viết nhanh vào vở 7 hàng thức đáng nhớ thế thôi. Và nó trong vòng 2 phút nha. Anh em ghi đi cho con chuyển sang bài số 3. Tôi cho này để các bạn ôn lại kiến thức thôi mà. Hôm nay chúng chỉ học nhẹ thôi. Bắt đầu những buổi sau chúng ta sẽ học những cái bài toán liên quan đến đẳng thức. Thì tôi sẽ share cho các bạn là 4 cái video về bài toán sau đẳng thức đáng nhớ. Thì các bạn cứ về xem trước đi. Và hôm nay đến thứ ba, hôm nay là thứ ba thì đến tận ngày thứ sáu chúng ta học. Như vậy là mỗi một ngày chúng ta xem một video bài học là 4 video. Thì thực ra mỗi một video nó có khoảng tầm 20 phút thôi. Nhưng chúng ta học hay ghi vào vở đó thầy. Thì chúng ta học phải rơi vào mất khoảng 40 đến 50 phút chính là bài tập về nhà. Và những ai học thì hãy bình thứ nhất là bình luận luận ở phía dưới với họ văn tèn của mình. Họ và tên. Không, nick thì tôi sẽ kiểm tra vở của anh. Đấy, còn các bạn khác
nhớ bấm like không cần chia sẻ được. Và tôi sẽ share vào cái đường link trong nhóm của ta. Nhá. Đó, xem cho tùy. Các bạn ở phía online cũng vậy. Các bạn ở phía online sẽ hoàn thành cái bài tập về nhà đó, tôi giao cho chuẩn bị trước cho cái phần buổi tới là sẽ học là cái mức độ về bài bài toán đơn giản, tức là yếu nó sẽ khó hơn. Bằng cách tổng hợp 4 cái video về bài toán sau hạn thức mà đã có bài giảng cụ thể rồi, chúng ta hãy tự xem và ghi lại vở. Và các bạn sẽ chụp ảnh và gửi cho thầy. Đến hạn là trước cái giờ học bài thứ 6 là phải gửi cho thầy cái quyển vở, nhớ ghi họ tên của mình làm, chụp ảnh gửi cho thầy. Tất cả các bạn trực tiếp cho ta kiểm tra. Nếu các bạn không xem 4 cái video đấy, chắc chắn ngày thứ 6 tiếp tục học về phần này là các bạn sẽ không hiểu được bài. Bởi vì thầy giáo sẽ đẩy độ khó lên dựa trên nền của cái bài giảng của thầy đã có sẵn. Hiểu chưa? Cho nên đây chính là cái mà thầy rèn cho các con là tự học ở nhà trước. Sau đó sử dụng cái tự học, thầy giáo sẽ dùng cái đó để thầy giáo sẽ dạy bài khó hơn. Và có cả bài tương tự như thế tôi hỏi và không trả lời được, tức là không học bài. Và lưu ý đấy, thầy giáo sẽ dạy học bằng cách rất là nghiêm túc, chứ không phải trò đùa để chúng ta chống đối được đâu. Các cái video thì cắt là ngắn lắm. Thế thì ở đây ở cái bài 3 là chứng minh đẳng thức thì không chịu khó cả. Thì các bạn nhận thấy là chúng ta sẽ biến đổi về gì ạ? Về trái hôm trước dạy rồi. A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình phương trừ đi A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình phương sẽ bằng. Cái này là thức số 7, điều 2 lập phương là được A mũ 3 trừ B mũ mấy. Rồi trừ đi, đây là đẳng thức số 6, tổng A lập phương là được A mũ 3 cộng B mũ 3. Bà con thắng hoặc ra cho thầy được A mũ 3 trừ B mũ 3 trừ A mũ 3 trừ B mũ 3 dương A cộng mũ 3 cộng với âm 3 mũ 3 là hết, trừ 1 B mũ 3 cộng trừ 1 B mũ 3 là trừ 2 B mũ 3 và bằng vế gì? Có phải chưa? Và các con ghi vậy A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình phương trừ đi A trừ B. Thầy đang giảng bài ạ. Thầy đang giảng bài, các bạn ghi cho thầy nha. Bằng trừ 2B mũ 3 mở ngoặc, đường phố có mưa. Tương tự như vậy, cái phần B chúng ta nhận thấy là có bằng ở giữa bàn trước vừa học rồi. Thì chúng ta sẽ thường biến đổi từ vế phức tạp sang đến vế đơn giản. Như vậy chúng ta sẽ có phần B, chúng ta cũng biến đổi vế nhạc, vế trái x cộng y mũ 3 cộng với x trừ y mũ 3 trừ đi 2x mũ 3. Về công thức chúng ta phải buộc phải thuộc bài hàng thức là nhớ như này, nó đã có tên như vậy rồi. Và nhìn vào đây biết ngay hàng thức số 4 đấy, đọc luôn như thế, làm nhiều bài tập nó sẽ quen đấy ạ. Nó sẽ có là x mũ 3 cộng 3 lần x bình y cộng với 3 lần x y bình cộng với y mũ 3. Rồi cái này tiếp theo hàng thức số mấy ạ? Số 5, lập phương của một hiệu bằng lập phương biểu thức thứ nhất trừ 3 lần tích x bình y. Thầy giáo đọc thì nó dài lắm, ghi nhà rất nhanh. Cộng với 3 lần x y bình trừ y mũ mấy ạ? Y mũ 3. Và chúng ta sẽ tiến hành quá trình rút gọn. Nào đâu, đây âm 3 x bình y gặp dương 3 x bình y là gì? Là hết. Dương y mũ 3 cộng với âm y mũ 3 là hết. Như vậy còn lại là gì ạ? À, mà ăn bớt đúng không? Sao thầy lại ăn bớt nhé? Trừ 2x mũ 3 ở đây nữa đúng không? Trừ 2x mũ 3 rồi, cảm ơn ạ. Như vậy 1x mũ 3 cộng với 1x mũ 3 là 2x mũ 3 cộng với âm 2x mũ 3 là hết. Đấy, khi nó không ra được cái vế bên phải thì chúng ta quan sát lại, chúng ta có thấy thiếu là cái này thì chưa ghi, đúng không? Như vậy nó còn lại là 3x y bình, và 3x y bình là bằng mấy x y bình ạ? 6x y bình. Đó chính là bằng vế gì? Vế phải. Và sorry, bình phương. Vậy x cộng y bình mũ 3 cộng với x trừ y mũ 3 trừ đi 2 lần x mũ 3 sẽ bằng 6 lần x y bình phương. Mở ngoặc, điều phải chứng minh. Như vậy bài tập về nhà hôm nay chính là thầy đã sẽ gửi cái video có 4 phần cho chúng ta nhé.
Các bạn sẽ hoàn thành cái việc đó, tôi sẽ gửi lên trên nhóm. Nhớ học hành và ghi vào vở ngay ngắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi sẽ gửi trước cho luôn là mấy cái video lên nhá. Chào các em.